Lần đầu tiên bạn dạy cậu ấy lên tiếng vì người khác. Lần đầu tiên cậu ấy can thiệp. Mỗi cuộc trò chuyện nhỏ của bạn đều giúp định hình họ. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Vào thời gian bầu cử, chúng ta giúp chọn ra phương hướng cho tương lai của nước Úc. Điều quan trọng là quý vị hiểu làm thế nào để lá phiếu của mình hợp lệ. Đối với cuộc bầu cử liên bang, quý vị cần phải hoàn thành hai lá phiếu. Một lá phiếu màu xanh lục cho Hạ viện và một lá phiếu lớn màu trắng cho Thượng viện. Trên lá phiếu màu xanh lục, hãy viết số 1 vào ô vuông kế bên lựa chọn số 1 của quý vị, rồi số 2 vào ô vuông kế bên lựa chọn thứ 2 của quý vị và tiếp tục cho tới khi quý vị đã viết số vào tất cả các ô vuông. Trên lá phiếu màu trắng bầu Thượng viện, hãy viết số 1 vào ô vuông trên dòng kẻ cho lựa chọn số 1 của quý vị, rồi số 2 vào ô vuông cho lựa chọn thứ 2 của quý vị và tiếp tục cho tới khi quý vị đã viết số vào ít nhất 6 ô vuông. Hoặc quý vị có thể chọn bầu dưới dòng kẻ bằng cách viết số vào ít nhất 12 ô vuông theo thứ tự lựa chọn của quý vị. Hãy chắc chắn là quý vị biết cách bầu đúng cách. Muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập aec.gov.au/translated hoặc gọi số 1300-720-152. Được ủy viên đặc trách bầu cử tại Canberra ủy quyền. Trung tâm dạy kèm toán lý hóa Anh văn Dr. Hiệp Nguyễn Chilson khai trương vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Qua hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và viết sách, tiến sĩ Hiệp Nguyễn sẽ hướng dẫn con em quý vị đạt kết quả học tập cao như mong muốn. Có lớp đặc biệt dành cho các em học sinh giỏi của HSC Extension 1 và Extension 2. Nhân dịp khai trương, trung tâm sẽ bớt 50% học phí cho 10 tuần lễ đầu. Nếu quý vị ở xa, có thể mua sách toán của Dr. Hiệp Nguyễn cho các cháu. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0411 812 656 hoặc email vnshow@gmail.com hoặc đến thẳng địa chỉ 8/88 John Street, Parramatta. Lily Pakimoy rất hân hạnh để trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 19 tháng 5 năm 2022. Và kính thưa quý vị khán giả, một lần nữa, dịch bệnh COVID-19 vẫn gây nhiều quan ngại cho các chuyên gia y tế và vấn đề này cũng lần đầu tiên được nhìn nhận trong cuộc vận động tranh cử lần này khi mà ngày hôm qua thứ Tư, cả Thủ tướng lẫn lãnh tụ đối lập Anthony Albanese đều đã nêu lên những nhân số nhiễm bệnh cũng như số tử vong liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua. Trong khi đó thì dịch bệnh tại nước Úc ngày hôm nay lại một lần nữa có trên 53.000 ca nhiễm trên toàn quốc, trong khi số người tử vong cũng ở mức là 63 người. Và ngày hôm nay thì New South Wales và Victoria đã hoán đổi vị trí cho nhau, khi mà hôm qua thì Victoria đã có 22 người tử vong, trong khi New South Wales thì có 14 người. Và con số ngày hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, có nghĩa là 22 ca tử vong tại New South Wales và 14 người tử vong cũng đã được ghi nhận tại Victoria. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó thì tiểu bang Tây Úc thì ngày hôm nay tiếp tục dẫn đầu toàn quốc Úc Châu về nhân số nhiễm mới và cũng là một ngày phá thêm một kỷ lục mới nữa ở tiểu bang này, khi mà Tây Úc cũng ghi nhận tới 17.105 trường hợp nhiễm mới được công bố. Ngoài ra thì Tây Úc cũng ghi nhận thêm 6 trường hợp nữa tử vong sau khi nhiễm COVID-19. Còn hiện nay ở Tây Úc thì cũng đang có 300 người phải nằm viện điều trị liên quan đến COVID-19, trong đó có 10 người đang phải nằm trong phòng ICU. Còn đứng thứ hai về nhân số nhiễm mới là ở tiểu bang Victoria, khi ngày hôm nay ghi nhận 13.201 trường hợp nhiễm mới và ở Victoria có 14 người cũng đã tử vong vì COVID-19. Trong khi đó thì đang có 512 người cần điều trị trong bệnh viện và có 32 người cũng đang nằm trong phòng ICU. Còn ở Victoria thì không chỉ có đại dịch COVID-19 vẫn đang lây lan mạnh mà xuất hiện cả những cái trường hợp nhiễm cúm mùa cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là trong các trường học. Và khi vừa phải đối phó với tình trạng thiếu giáo viên và đối phó với các loại dịch bệnh, nên rất nhiều trường học ở Victoria cũng đang có nguy cơ phải đóng cửa, tức là để học sinh trở lại cái việc mà học online từ nhà, giống như cái thời kỳ phong tỏa vì đại dịch COVID-19 trong 2 năm qua. Tuy nhiên, phát biểu trên truyền thông vào ngày hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục của Victoria là ông James Milano thì cũng đã bác bỏ khả năng là các em học sinh ở Victoria sẽ phải quay trở lại học tập từ nhà trên diện rộng. Mặc dù ông cho biết là hiện nay các trường học đều đang báo cáo những cái khó khăn về việc mà tuyển dụng giáo viên điền thế. Tuy nhiên, ông xác nhận là hiện nay có một trường công lập
cũng đã buộc phải đóng cửa do thiếu giáo viên, nhưng mà hy vọng tình trạng này thì cũng không kéo dài. Và tình trạng thiếu nhân viên và dịch bệnh trong lứa tuổi học sinh cũng không chỉ ảnh hưởng tới hệ thống của trường học công ở Victoria, mà một trường tư thục ở Shepparton cũng đã buộc phải để học sinh quay trở lại hình thức học online tại nhà, cũng chỉ với lý do là do thiếu giáo viên. Và kính thưa quý vị, bởi vì những cái lời khuyên của các chuyên gia giáo dục là không nên để học sinh quay trở lại thời kỳ phong tỏa, có nghĩa là học online tại nhà. Vì vậy mà nhiều trường học, mặc dầu là đang có một cái số lượng giáo viên tương đương khoảng 10-20% hoặc là bị nhiễm flu hoặc là bị nhiễm dương tính với COVID-19 cho nên không thể tiếp tục đến trường. Thế nhưng những trường này vẫn phải tiếp tục mở cửa sinh hoạt, trong khi giáo viên điền thế thì không thể tìm ra được. Điều này cũng đã tạo một cái áp lực mới lên lực lượng giáo viên còn được cho là khỏe mạnh, bởi vì những người khỏe mạnh phải gánh vác những công việc của những người đang bị bệnh, và rồi thì những người này cũng sớm bị bệnh, mà họ không phải bệnh vì nhiễm COVID-19 hoặc là cảm cúm, mà họ bị bệnh vì làm việc quá tải. Và đó là trường hợp của trường cao đẳng công giáo có tên gọi là Caroline Strison ở phía bắc của thành phố Melbourne, mà theo lời ông hiệu trưởng là Robert Brennan thì trường của ông đã có 28 giáo viên phải nghỉ làm, trong số này 15 người là bị nhiễm COVID-19 và 7 những người còn lại đã bị nhiễm bệnh cúm. Trong khi một cái trường học khác là ở trường Mary River là đã xác nhận là họ có tổng cộng 85 nhân viên làm việc, trong số này đã có 16 người phải nghỉ vì dương tính với COVID-19, tương đương với 20%. Và đó là những yếu tố gây ảnh hưởng khá lớn đối với hệ thống giáo dục. Cho đến thời điểm này thì hầu hết các trường học vẫn đang tiếp tục gồng trách nhiệm hoặc là cố gắng qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng mà theo lời những cái vị hiệu trưởng thì cái sự cố gắng này không biết là sẽ kéo dài được bao lâu, là bởi vì sức người cũng có hạn. Nếu họ làm việc quá giờ hoặc là công việc nó liên tục quá tải như thế này thì một ngày nào đó đội ngũ giáo viên còn lại cũng sẽ bị ngã bệnh, và lúc đó thì bắt buộc là trường học phải trở lại tình trạng học từ xa. Và đây mới chỉ là bắt đầu, chưa bước vào mùa đông, tức là khi mà dịch cúm cũng chưa bùng phát nhiều. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn tại tiểu bang New South Wales thì ngày hôm nay ghi nhận là 10.964 trường hợp nhiễm mới COVID-19, và tiểu bang New South Wales cũng có tới 22 người tử vong vì COVID-19, trong khi nhân số nằm bệnh viện thì cũng đã giảm hạ, còn 1.283 trường hợp và 46 người đang cần điều trị trong phòng ICU. Trong khi đó thì tại tiểu bang Queensland thì ngày hôm nay cũng ghi nhận là 6.448 trường hợp nhiễm mới và có 2 trường hợp nữa tử vong liên quan đến COVID-19. Ngoài ra thì cũng có thông tin là bà Pauline Hanson, là lãnh đạo của đảng Một Quốc gia, tức là One Nation, thì cũng đã có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19 khi mà cũng chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội liên bang. Và vị thượng nghị sĩ 67 tuổi này cũng đã tiết lộ là mình bị nhiễm COVID-19 trên một đài phát thanh vào sáng nay. Và bà cho rằng là mình đã bị nhiễm COVID-19 khi tới vận động tại tiểu bang Tây Úc. Bà Hanson thì đang tái tranh cử với tư cách là thượng nghị sĩ ở tiểu bang Queensland. Và bà cũng là một trong những người mà chống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và chống lại cái việc mà cưỡng bách chủng ngừa trong một số thành phần lao động ở một số ngành nghề. Và hiện nay bản thân bà thì cũng không tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Và kính thưa quý vị, tiểu bang Nam Úc ngày hôm nay có một cái sự gia tăng rất đáng lo ngại. Thoạt đầu thì Bộ Y tế của Nam Úc chỉ loan báo là số ca nhiễm ngày hôm nay là trên mức 4.000 ca, có nghĩa là cao hơn rất nhiều so với chỉ hơn 3.000 ca nhiễm ngày hôm qua. Tuy nhiên sau đó thì họ cũng đã xác nhận số ca nhiễm chính thức là 4.395 người. Ngoài ra thì Nam Úc cũng đã có thêm 5 trường hợp nữa tử vong vì COVID-19, trong khi nhân số nằm bệnh viện vẫn đang tiếp tục gia tăng lên mức 246 người và có 11 người là đang điều trị tại ICU. Tiểu bang nhỏ nhất là Tasmania thì ngày hôm nay cũng đã có thêm 2 nạn nhân tử vong vì COVID-19. Số ca nhiễm vẫn không thay đổi nhiều là 1.076 người và có 43 bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị tại bệnh viện. Lãnh thổ thủ đô ACT cũng tương tự tình trạng tại Tasmania, có 1 ca tử vong và 997 trường hợp dương tính, trong khi số người nằm bệnh viện thì đã gia tăng lên mức 82 người.
Tất cả những cái thông tin mà chúng tôi vừa loan cho thấy là nhân số tử vong vì COVID-19 tại Úc thật ra không hề giảm sụt. Và câu hỏi được đặt ra là tại sao các chuyên gia cho rằng Omicron chỉ có mức độ gây lây lan nhanh hơn nhưng không có mức độ gây ra tỷ lệ bệnh tật trầm trọng hơn. Thế nhưng những con số này đã cho thấy là chúng ta không thể nào xem thường chủng biến thể Omicron. Mà theo nhận xét của giáo sư Paul Giffin thuộc Viện Học Queensland, thì ông đã cho rằng những cái lập luận ban đầu cho rằng Omicron chỉ gây nên bệnh tình ở mức độ nhẹ có thể nói là không chính xác, mà thay vào đó và bằng những cái kinh nghiệm thực tiễn tại nước Úc xuyên suốt từ đầu năm cho đến nay, thì chúng ta phải đặt Omicron vào tình trạng gây ra bệnh tật trầm trọng như là một cái virus COVID-19 nguyên thủy là lần đầu tiên xuất hiện, để chúng ta đừng có chủ quan, và một lần nữa trong bối cảnh này để cho bảo vệ tính mạng của mình thì cái mũi booster là một cái mũi được cho là vô cùng quan trọng, đặc biệt là khi mùa đông sắp đến. Vâng, thưa quý vị và các bạn, điều đó cho thấy là cái đại dịch COVID-19 ở Úc Châu vẫn tiếp tục gia tăng hàng ngày. Mà đơn cử như ngày hôm qua thì nước Úc cũng đã có trên 56.000 ca dương tính, và dự kiến là trong ngày hôm nay hay là ngày mai, tức là trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang, thì nhân số nhiễm mới ở Úc Châu cũng có thể lên tới xấp xỉ 100.000 ca. Mặc dù vậy thì trong suốt cái cuộc vận động tranh cử vừa qua thì cả hai chính đảng ở Úc Châu đều không đề cập gì đến cái đại dịch COVID-19 này. Thế nhưng mà vào ngày hôm qua thứ tư thì cũng được cho là lần đầu tiên cái tình hình đại dịch COVID-19 đã được hai chính đảng nhắc tới. Về phần Thủ tướng Morrison thì ông cho rằng là một chính phủ Morrison nếu mà tái đắc cử thì cũng sẽ không áp dụng lại cái biện pháp tái phong tỏa như hai năm vừa qua các tiểu bang ở Úc đã áp dụng, bởi nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân. Nhưng mà hàng ngày thì chính phủ các tiểu bang và vùng lãnh thổ sẽ vẫn tiếp tục có các cuộc họp báo để công bố về cái nhân số nhiễm mới hay là tử vong. Hay nói cách khác là đại dịch COVID-19 sẽ vẫn là những cái tin tức chính hàng ngày ở Úc Châu. Ngược lại thì lãnh đạo của Đảng Lao động là ông Anthony Albanese thì lại không có cái lập trường dứt khoát về đại dịch COVID-19. Và ông chỉ nói rằng là một chính phủ lao động nếu thắng cử sau ngày 21 tháng 5 này thì cũng có thể sẽ tái áp dụng lại các cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ, chẳng hạn như việc phong tỏa để ngăn chặn đại dịch, đặc biệt là để giảm hạ cái nhân số tử vong hiện nay được cho là khá cao. Và kính thưa quý vị, một thông tin được cho là rất tích cực có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử vào ngày thứ Bảy 21 tây tháng 5 này, đó là cái tỷ lệ thất nghiệp vừa được công bố ngày hôm nay bởi Tổng gia thống kê ABS. Qua đó cho thấy là cái mức độ thất nghiệp từ 4% nay đã giảm xuống còn 3.9%. Và đây là một cái tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1974 cho đến nay, có nghĩa là trong suốt 48 năm vừa qua. Mặc dù chúng ta nếu mà so sánh với lại sự gia tăng lương bổng ở mức là 2.4% và tỷ lệ lạm phát ở mức cao là 5.1%, thì đó là những con số mà liên đảng không muốn nghe thấy. Tuy nhiên, 3.9% cũng minh chứng cho cái sự thành công của Liên đảng Tự do Quốc gia trong vấn đề quản trị kinh tế cũng như kiến tạo thêm được công ăn việc làm. Và ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Đảng Lao động đã công bố bản chiết tính ngân sách cho toàn bộ chính sách bầu cử như ông Albanese đã cam kết. Và cái việc tuyên bố này được thực hiện bởi phát ngôn viên về ngân khố là dân biểu Jim Chalmers. Qua đó chúng ta thấy được là Đảng Lao động sẽ chi tiêu nhiều hơn chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia ở mức là 8 tỷ 400 triệu đô la trong vòng 4 năm sắp tới. Và đây cũng tương tự như dự phóng của các cơ quan truyền thông báo chí là Lao động sẽ chi tiêu hơn Liên đảng khoảng 10 tỷ đô la. Và đây cũng là cốt lõi của vấn đề vì sao mà đã xảy ra một cái cuộc rượt đuổi rất là funny tại Perth trong cái cuộc vận động của ông Albanese khi ông bị ký giả dồn dập hỏi về vấn đề chiết tính ngân sách. Và cũng bởi vì cái sự dồn dập của ký giả ngày hôm nay, Lao động đã buộc phải công bố một cái con số khá là cụ thể cho chính sách bầu cử của mình.
Quả đúng là buồn cười như chị Kim Hoàng nói. Tất nhiên là lãnh tụ Đảng là lao động có cái cách để trả lời. Chẳng hạn ông cũng có thể trả lời phóng viên là ngày mai chúng tôi sẽ công bố. Cho phóng viên khỏi phải cố tình rượt đuổi để có được cái câu trả lời mà ông lại nhất khoát không trả lời. Trong khi thì ngày hôm sau thì đã có rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn trong lĩnh vực xây dựng nhà ở ở Úc thì lại đang bị rúng động bởi một cái thông tin là công ty xây dựng nhà lớn nhất của Úc là Metricon thì đang gặp khó khăn về tài chính và cũng có nguy cơ đứng bên bờ vực phá sản. Thông tin này thì xuất hiện sau khi mà người sáng lập kiêm giám đốc điều hành là ông Mario Biasin, 71 tuổi, cũng đã đột ngột từ trần vào hôm thứ Hai vừa qua. Mặc dù thì vào ngày hôm nay thì ban điều hành của công ty tổ chức một cái cuộc đàm phán với các chủ nợ và chính phủ Victoria ở thành phố Melbourne, nhưng mà bản thân công ty này cũng đã phủ nhận ngay cái nguy cơ về việc mà công ty đang gặp khó khăn tài chính, có nguy cơ bị sụp đổ. Công ty xây dựng Metricon này thì đang có 2.500 công nhân và hiện nay cũng đang có các cái dự án xây dựng là khoảng 4.000 ngôi nhà. Và theo tin trên tờ GX thì chính phủ Victoria thì cũng đang có các cái dự án xây nhà ở xã hội với giá phải chăng trị giá tới 195 triệu đô la với công ty này. Và một số dự án thì cũng đã hoàn thành, trong khi một số dự án khác thì cũng đang xây dựng hoặc đang chờ để khởi công. Và quyền giám đốc điều hành mới của công ty Metricon là ông Peter Langfender thì cũng khẳng định là công ty không có vấn đề về khả năng thanh toán. Mặc dù ông cũng thừa nhận là ngành xây dựng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do cái chi phí đầu vào là gia tăng và ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề về nguồn cung hay là tình trạng thiếu lao động. Và chắc chắn là công ty này cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà có lẽ là không đến mức lâm vào cái tình trạng phá sản theo như nhà lãnh đạo mới của công ty này tuyên bố. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm nay thì chúng tôi có một vài thông tin về tập đoàn công ty xây dựng Metricon này, và những cái thông tin nó cho thấy là cái mức độ khá là nghiêm trọng. Mặc dù đại diện của công ty là đương kim tổng giám đốc đã xác nhận về việc công ty sẽ bị tuyên bố phá sản, tuy nhiên những tờ báo lớn như là tờ The Age hoặc là như tờ Herald Sun của Victoria thì đều đã đưa những cái nguồn tin rò rỉ mà họ có được cho thấy là công ty này rất khó cầm cự. Nếu như ngày hôm nay họ không thỏa thuận được với chính quyền lao động tại Victoria là bởi vì số tiền 195 triệu đô la hợp đồng xây dựng các căn nhà xã hội với chính phủ Victoria nếu được sớm giải ngân hơn dự định thì có lẽ một phần nào đó giữ cho công ty có thêm được cái cash flow, có nghĩa là cái số tiền để chi trả cho những nhà thầu phụ. Nhưng nếu cái sự thương thuyết với chính phủ Victoria bị thất bại thì chúng ta cũng không biết là nguy cơ sẽ đi về đâu, khi mà hiện nay Metricon đã có hơn 4.000 hợp đồng xây dựng những căn nhà tư nhân, và không biết là khán giả của Việt Face TV và đặc biệt là khán giả tại Victoria có những gia đình nào đang có những cái hợp đồng xây dựng với công ty này hay không. Và nếu quả thật chúng ta đang là khách hàng của công ty Metricon thì có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Hy vọng là cái sự thương thuyết với chính quyền Daniel Andrew có thể được vượt qua để công ty xây dựng này không theo gót chân của những cái tập đoàn xây dựng trước kia như là Propel của trên toàn nước Úc hoặc là như công ty Condive của Gold Coast, là những cái tập đoàn xây dựng rất lớn đã rơi vào tình trạng phá sản hồi tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu mà một công ty lớn nữa mà phá sản trong ngành xây dựng, có nghĩa là 2.500 công nhân đang làm việc tại công ty này, có nghĩa là đứng trước nguy cơ mất việc như các cái sự sụp đổ của các cái tập đoàn xây dựng lớn vừa qua. Đó không, 2.500 nhân viên là những nhân viên chính thức ký hợp đồng với công ty xây dựng này. Đó là chúng ta chưa kể những cái nhà thầu phụ, những cái nhà thầu mà họ chỉ có nhiệm vụ là lót gạch hoặc là làm một cái số bộ phận gì đó, thì mỗi công ty, một cái nhà thầu phụ, họ cũng có vài ba nhân viên hoặc là vài chục nhân viên. Và con số 2.500 người này nó có thể gia tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba, nâng cái tỷ lệ thất nghiệp lên mức rất là cao. Trong khi cái tỷ lệ thất nghiệp hiện nay thì chúng ta đang khá là ổn định.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc mà các công ty xây dựng gặp khó khăn cũng sẽ càng khiến thị trường nhà ở, đặc biệt là thị trường nhà cho thuê trở nên khan hiếm, bởi vì nguồn cung thì luôn luôn thiếu, không đủ đáp ứng các cái nhu cầu gia tăng hiện nay. Và trên báo chí cũng đã nêu một cái ví dụ cụ thể là một cái căn phòng nhỏ không có vệ sinh trên tầng thượng của một căn nhà được giao cho thuê với giá là 210 đô la một tuần ở vùng ngoại ô Fitzroy nổi tiếng của Melbourne. Và đây là mức giá rất hấp dẫn cho một cái phòng ngủ không có toilet nên là rất nhiều người muốn thuê. Thế nên đại lý cho thuê tuyên bố là không có cái thỏa thuận cho thuê nào kéo dài bởi vì có thể còn nâng giá cho những người thuê tiếp theo. Bởi căn phòng này trước đây cũng đã được niêm yết với giá là 290 đô la một tuần vào năm 2019. Và kính thưa quý vị khán giả, khi những cái mẫu quảng cáo này được loan tải trên báo chí thì chúng ta thấy được một cái thông điệp rất là rõ ràng là cái nguồn cung ứng cho thị trường nhà cho thuê hiện nay nó đang vô cùng nóng, đặc biệt là tại các khu trung tâm ở Sydney cũng như là ở Melbourne. Sau khi nước Úc mở cửa biên giới trở lại, di dân tay nghề vào Úc và du học sinh cũng đã vào lại Úc, và vì vậy mà cái thị trường này nó đã trở nên nóng hơn. Nhưng mà không ai nghĩ rằng nó nóng tới mức một căn phòng không có nhà vệ sinh đăng giá cho thuê 210 đồng một tuần mà còn có một cái câu thồng theo, đó là nếu mà không nhanh tay thì sẽ không thuê được căn nhà này. Và đây là một lần nữa cho chúng ta thấy cái sự khó khăn của những tenant là những người thuê nhà. Họ không biết là họ có phải đang sống ở nước Úc hay không, hay là đang sống ở một cái quốc gia thứ ba, một cái thế giới thứ ba nào đó chưa có phát triển, là bởi vì cái sự đắt đỏ hiện nay đang được ví von như là những cái căn hộ hoặc là những cái căn phòng họ thuê ở Hồng Kông hoặc là một vài khu vực đắt đỏ nhất trên thế giới. Hiện nay cái tình trạng này nó tương tự như vậy, có nghĩa là chỉ có khoảng 10-15 mét vuông thôi, vừa đủ để kê một cái giường và không có một cái tiện nghi gì cả, kể cả không có những cái tủ để đựng quần áo mà lại đang rao một cái cách rao nó rất là kênh kiệu là không nhanh tay thì không thuê được. Yeah, it won't last long, có nghĩa là nó sẽ không ở trên thị trường lâu để mà chờ đợi sự quyết định của mình. Và một lần nữa chúng ta thấy là những người trẻ hoặc là những người chưa làm chủ một căn nhà sẽ có một cái thử thách mới vô cùng khó khăn trong thời gian sắp tới, đó là cái vấn đề thuê được một căn nhà tương tức với một cái mức giá ổn định không phải là điều dễ dàng trong bối cảnh hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin thú vị này thì cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Khi Hoàng xin trân trọng kính chào.